Vâng, chào mừng các bác lại đến với video tiếp tục sản phẩm khui hàng trong sáng ngày hôm nay. Hôm nay thì em đã thông báo là video trước là 4 con Crown Mắc Rô Tách 3600 với giá nguồn vàng tem nhôm. Hàng cực kỳ tuyển cho các bác mình chơi, giá là 25 triệu nha. Và cặp lo bot 701 2 lỗ thông ơi cũng là hàng đấu bay về, nguyên thùng của bên đó đóng về. Thì bác nào lấy thì em đóng vào cái thùng từ Mỹ về, gửi cho các bác. Cặp này giá 23 triệu nha, 701 2 lỗ thông ơi màu đen rất là đẹp nha các bác. Đẹp nha, tại vì nắng nó chói vào nha. Nhập long lanh cành đào luôn nha. Giá là 23 triệu, 701 thì rất là nổi tiếng về âm bass rồi. Tiếng hay, dòng loa cay của Boss là dòng loa trải nghiệm tiếng bass như sub. Tại vì nó sở hữu hai cái bass nha các bác nên là tiếng sub nó rất là mạnh. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, 701 hai lỗ thông hơi. 23 triệu. Vâng, và đây là 4 con 3600VZ nha, Crown 3600VZ. Hàng nội địa Mỹ, điện 110, 120 đây các bác. Cái quai em để phía sau nha các bác, để vận chuyển nó khỏi bị cong veo. Em để phía sau nha, có quai đầy đủ hết nha các bác. Đây, hàng đẹp hết nha, tem cờ là còn nguyên. Đấy. Nguồn vàng tem nhôm, em sưu tầm được 4 con nguồn vàng tem nhôm full vương miện luôn nha. 25 triệu trong mùa cuối năm để các bác chơi, giá rất là tốt. Cơ bản là hàng em tuyển nha các bác, tuyển được 4 con nguồn vàng tem nhôm nha. Full vương miện, đó là những cái... tiêu chí đó, tiêu chí rất là cao, nguồn vàng tem nhôm phun vương miệng 4 con 25 triệu nha các bác. Tất cả bao riêng tuyệt đối hoạt động hoàn hảo nha các bác. Và tiếng của Crown thì cực kỳ là hay rồi. Hip bot hoặc là những dòng loa phun 40-50 thì những con 3600VZ này là đỉnh rồi các bác. Giá thành thì em cũng cân đối cho các bác rồi, đợt này thì rỉ hơn 500 để các bác sở hữu. Những con Crown thì các bác chơi và rất là đẳng cấp, chứ nhất để trong gia đình thì nó logo Crown vẫn là mã đỉnh quá. Nó trang bị là 4 cái trạm loa, các bác có thể gắn được hai cặp loa chơi sub hoặc là chơi full 40-50 vân vân. Còn những chơi cặp boss thì 3-4 cặp vô tư, bánh boss rất là hay. 25 triệu bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt vài trăm cho các bác ở mỗi sản phẩm nha, tùy giá trị sản phẩm. Rồi video đến đây là kết thúc, em sẽ có video chi tiết riêng. Đây là hai số điện thoại chính của em nha.